xin chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại về trở về với kênh Phương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình em. Thì hôm qua em đạt được 100 sub rồi, em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hello, em xin chào cả nhà. Bữa nay để ăn mừng được 100 sub cả nhà. Vui dữ lắm luôn á. Nhà mình cùng đi nấu với em và cùng thưởng thức với gia đình em cho vui nha cả nhà. Con chào ông bà từ trước. Con cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều. Con cảm ơn ông bà cô chú, con cảm ơn. Bé Huệ của em á, nó không có biết nói tiếng Việt nhiều. Ông bà cô chú thông cảm cho bé nha. Vì từ nhỏ bé ở với bà nội không à, cho nên là bé không biết tiếng Việt. Giờ muốn dạy bé thì cũng không có dễ, tại vì bé đi học rồi đó cả nhà. Video này là em quay hồi hôm qua đó cả nhà mình. Để ăn mừng 100 sub thì em dẫn bà nội Tiểu Huệ với Tiểu Huệ đi siêu thị nè. Là cái xin khoai sẻ nè nè. Yeah, là hỏi bà nội Tiểu Huệ rồi đó nha. Nhưng mà bà nội Tiểu Huệ vẫn không được vui. Tại vì hôm nay vui quá, em mua nhiều đồ lắm cho Tiểu Huệ nè cả nhà. Nè, tay chi sân. Chi là bên sân, cái đi. Ai da. Hôm nay em mua cho bé được trái xoài nè, rồi trái thơm, rồi những cái bánh kẹo nhỏ nhỏ cho bé nó ăn. Vì ở nhà em thì cũng ít có bánh kẹo này kia lắm cả nhà. Thường thì chồng em cũng chỉ mua bánh bông lan thôi chứ không có cái gì hết. Em mua thì cũng không có bao nhiêu. Mua một bịch bánh kẹo nhỏ nhỏ nè, rồi một trái xoài chín. Rồi mua thêm cho bé hai bịch rau câu nhỏ xíu này nữa. Rồi em mua thêm cho bé hai bịch sữa chua mà bé thích nè, sữa chua trái cây. Xong rồi em mua cho ông xã em một cái trái thơm nữa đó cả nhà. Tại vì nhiều người nói là thơm này nè có thể trị bệnh được á, cho nên là em mua dùm thử. Thấy mua như vậy chứ không có bao nhiêu tiền đâu. Tổng thiệt hại chỉ có 30 đồng thôi cả nhà. 30 đồng thì khoảng 100 ngàn tiền Việt Nam của mình thôi à. Mà bị mẹ chồng em la nổ tung hết cái siêu thị, cho nên là cũng hơi buồn. Mẹ chồng em cái tính rất là kỹ luôn. Bỏ vô cái nào là phải coi giá cái đó để coi là bao nhiêu tiền. Chứ không phải giống như người ta đâu nha, bỏ vô cái là bỏ vô đâu. Mẹ chồng em không có tin tưởng ai hết trơn á. Mẹ chỉ tin tưởng có mình ên bản thân mẹ thôi à. Xong rồi thì bây giờ hai mẹ con em đi về nhà nè cả nhà. Tí lên coi nấu cái món gì để mà ăn mừng bữa nay được 100 ngàn sub. Với thật tình chứ em là rất là vui luôn. Em cảm ơn cả nhà mình thời gian qua ủng hộ em rất là nhiều. Còn đây nè cả nhà, rau gừng mà em hay đi hái về ăn đó cả nhà. Em đem em rửa cho sạch sẽ rồi đi nấu canh. Bữa hôm em còn một miếng cá lóc, em để tới giờ mới nấu nè cả nhà mình. Em cũng chỉ nấu canh vậy thôi chứ em không biết nấu cái gì nữa. Tại vì nấu nhiều quá thì bà nội Tiểu Huệ cũng không có vui, cho nên là em cũng hiểu ý của bà lắm. Nhiều khi làm video á cả nhà, em không biết là em sẽ quay cái gì cho cả nhà mình xem nữa. Có ai có chủ đề gì hay á thì cũng góp ý cho em với nha. Tại vì những cái chủ đề mà em quay qua rồi đó, như là đi bán ve chai nè thì cả nhà cũng biết rồi. Rồi tưới rau, trồng rau thì cả nhà mình cũng rành rồi. Cho nên là sắp tới em cũng không biết là làm những cái tiêu đề gì. Em rất mong được cả nhà mình góp ý cho em nhiều nhiều vô để cho em biết em đi làm chủ đề cho cả nhà mình xem. Chứ mà thường ngày á thì em cũng chỉ có bao nhiêu chủ đề đó thôi à.
tại vì công việc hàng ngày của em chỉ có như vậy thôi. Còn mà đi làm công ty thì em cũng không có dám quay nhiều, tại vì em sợ là bị báo cáo cả nhà, cho nên là em không có dám quay nhiều chuyện đi làm công ty. Em thì nấu nồi canh, mẹ em chiều nay không có chịu ăn cơm á cả nhà. Mẹ em nói là chỉ ăn mì thôi chứ không có ăn cơm, cho nên là mẹ em tự vào đây tự nấu một cái nồi mì á cả nhà. Còn cái cục tròn tròn này nè cả nhà là cái chả đậu nè. Bữa hôm về quê ăn Tết á, ba chồng em về làm rất là nhiều luôn, ăn đến bây giờ mà còn chưa hết nữa. Thường á thì mì người ta sẽ nấu với lại rau, mà rau này hơi bị héo, cả nhà mình thông cảm. Cả nhà cũng hiểu cái tính tình của mẹ em rồi, cho nên là cả nhà đừng để ý nha. Thấy héo héo gì đó, nấu ra rồi cũng xanh lè thôi. Để chưa à? Hào xiang ha. Cái nồi mì của mẹ chồng em chuẩn bị sắp xong rồi đó cả nhà. Hồi đó mẹ giữ Tiểu Huệ ở dưới quê thì suốt ngày cũng chỉ ăn như thế này nè. Rồi Tiểu Huệ của em nó ăn theo riết rồi đó. Rồi bây giờ thấy đồ ngon là Tiểu Huệ của em nó chấp hết luôn. Mẹ em nấu mì ha là thường là để dầu vô sau, chứ không có cháy mỡ tỏi gì hết cả nhà. Mà bên này nè, người ta ăn dầu nhiều dữ lắm. Bà nội Tiểu Huệ á, mỗi lần tới bữa cơm là phải có một cốc rượu thuốc gì nè cả nhà. Mẹ em nói là rượu này tốt cho sức khỏe lắm. Em bữa hôm đòi mua cho mẹ cái bình rượu nhưng mẹ đâu có chịu đâu. Mẹ nói là còn cái gì thì xài cái nấy đi, bởi vì hèn chi nhà của em toàn là đồ cổ. Video đến đây thì em gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều. Em thì em cũng mới vào làm video, cho nên là video của em chưa đầy đủ kỹ thuật. Em có sao thì em quay lên vậy, cho nên là video của em không có được hoàn chỉnh lắm. Còn là bữa cơm hôm nay của em thì có dưa chua, canh cá lóc với những món xào mà mẹ chồng em xào bữa trưa đó cả nhà. Cũng chỉ những cái món hàng ngày vậy thôi à. Em không có biết nấu thêm cái món gì cho nó đặc sắc. Hôm nay thì bà nội Tiểu Huệ lại không có vui, cho nên là em không có kêu bà nội Tiểu Huệ cảm ơn cả nhà mình. Em rất mong được sự thông cảm của cả nhà mình rất là nhiều. Và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em. Hẹn cả nhà mình gặp lại ở lần video tiếp theo.